chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách dán một cái hồ cá. Để dán được cái hồ cá chất lượng thì chúng ta phải biết đường cắt keo. Chúng ta cắt keo đầu keo là cũng quan trọng, rất là quan trọng. Đầu keo thì nếu như hồ nhỏ chúng ta chỉ cắt cái đầu keo nó khoảng 4-5 mm thôi, không cần cắt rộng quá. Chúng ta cắt cái độ bát của nó là 60 độ. Chúng ta đừng có cắt bát nhiều quá. Đây, cái đầu keo như thế này là hợp lý. Để dán hồ cá thì cái đường keo là hết sức quan trọng, nên chúng ta bắn cái đường keo nó phải liền lạc, nó không bị đứt khúc. Nếu mà đứt khúc là hồ nước hay hồ cá sẽ hay bị chảy nước. Đây các bạn xem tôi bắn keo. Không cần bắn nhiều, chúng ta bắn nó đều thôi, đều mặt thôi. Chúng ta bắn tấm mặt sau và một tấm hông trước. Tấm hông chúng ta bắn hai cạnh liền kề. Bắn keo thì các bạn dùng cái ngón tay các bạn đè lên cái tấm chiếu và cho cái đầu keo nó chạy theo cái ngón tay mình, nó sẽ đều keo hơn. Đối chúng ta sẽ dựng tấm mặt sau lên trước, chúng ta dựng chồng lên cái tấm đáy và chúng ta lấy tấm hông chúng ta đã bắn hai mặt rồi, chúng ta dựng lên tiếp theo vào là nó đứng nhờ. Nhân đây tôi cũng lưu ý cho các bạn biết là cái việc dán hồ cá là quan trọng nhất là cái cấu trúc của cái hồ cá, thì chúng ta nên để cái đáy là cái nó sẽ phủ ra bằng mặt của cái hồ, chứ chúng ta đừng có cho cái đáy mà nó thụt vào bên trong. Nếu mà cái đáy mà thụt vào bên trong, cái khi mà cái hồ lớn á là áp lực nước nó cao thì nó sẽ giảm được keo và nó hay bị chảy nước. Chúng ta dán trồng tấm kiếng lên cái đáy hồ á, thì là cái mặt phẳng của 4 tấm kiếng xung quanh nó sẽ phẳng, nó sẽ có cái độ phẳng cao hơn và cái độ khít keo, độ ăn keo của nó là tuyệt đối. Tấm hồ này chúng ta cũng bắn hai cạnh liền kề như vậy. Keo thì chúng ta mua cho keo 40-50 ngàn là được rồi, là keo loại tốt rồi, không cần phải mua mắc tiền lắm, nó không có keo mắc tiền đâu, 40-50 ngàn là mua lắm rồi. Nếu mà hồ to á, các bạn dán thế này thì có người giữ, còn không các bạn lấy băng keo các bạn dít đây là dít ha, các cái góc mình dán xong rồi mình dít lại để tránh tình trạng nó khi khô keo nó bị ngã. Sau đó các bạn dựng được 3 tấm lên rồi thì các bạn sẽ bắn hai cạnh đứng của tấm hông này cho tôi. Thế này, chúng ta bắn thế này. Các bạn lưu ý là bắn cho nó đều đường keo nha, không được đứt quãng. Đứt quãng là nước gì à. Nếu chỗ nào nó chưa đạt thì chúng ta phải bắn quay lại, chúng ta bắn chút. Tấm này chúng ta bắn một đường dưới này được không? Sau đó chúng ta dựng tấm này lên, áp nó vào. Và tất nhiên là chúng ta phải dùng tay chúng ta chỉnh cho cái cạnh nó ngay là nó đều lại.
phải là chúng ta dán được một chiếc ổ cá. Sau đó nếu mà sau đó chúng ta chờ khô và không nó chúng ta giết băng keo rồi thì chúng ta bắn lại một đường bên trong này, xung quanh bên trong này để chúng ta hút hút keo cho nó bằng đây. Đây xem cái bắn đây rất đơn giản. Cho bắn lại một xung quanh tất cả một đường nữa là ok. Tôi thấy một số người dẫn hồ, một số bạn dẫn hồ thì là chờ thường thường là cho cái đáy nó đem nó lọt vào bên trong này, còn 4-5 kiến này thì nó phủ ở đây, nó phủ ra xung quanh thì cũng được, nhưng mà đối với một cái hồ mà hồ to thì là cái áp lực nước nó lớn là thường thường nó hay bị bung 4-5 nha, nó sẽ bung, nó sẽ giãn, nó giãn thì lúc đó nó hay bị dí mòn nước. Còn nếu chúng ta dán như theo kiểu này á thì là do là cái khi mình đặt 4-5 nó nén xuống cái đáy này, nó nén xuống đáy thì nó sẽ tạo một cái đường keo rất là đều xung quanh cái đáy này nên cái độ dằng của nó rất là cao. Đối với cái kiểu dán hồ thế này á là tôi đã dán cho các cái nhà hàng như nhà hàng Bạch Kim, nhà hàng và nhà hàng Nam Bộ để họ là nuôi thủy sản phục vụ nhà hàng, rồi nhà hàng Bernie của Nguyễn Văn Cừ, nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen. Tôi dán rất nhiều và chưa có một nhà hàng nào kêu tôi phải đi dán lại, cho nên các bạn cứ yên tâm mà dán theo tôi. Đối với hồ lớn thì sau khi chúng ta dán xong thì chúng ta làm kiềng hồ xung quanh lại. Làm kiềng hồ thì cứ lấy các dẻo kiếm chúng ta dán thành cái kiềng xung quanh cho nó cứng cái hồ lại. Cái khi chúng ta đổ nước thì áp lực nước nó sẽ không bung hồ, nó không bị vỡ hồ. Còn hồ nhỏ thì không cần, hồ nhỏ thì chúng ta chỉ cần để khô, chúng ta dán thêm các cái viền trang trí thôi, viền trang trí xung quanh là được rồi. Dán hồ không có gì được khó, nhưng quan trọng có đường keo các bạn phải bắn phải đều này, đều các cái đường keo đấy khi nó tiếp xúc vô là nó không bị đứt đoạn, đúng không? Nếu mà nó đứt đoạn là nước nó dỉ ngay, rất chi là dễ dàng đấy các bạn ạ. Tôi mới dán xong nó đã khô keo đó, nó đã khô đó. À, các bạn thấy cái đường keo là nó trong không? Keo nó trong á, nó không bị đứt, không đứt thì nó trong, nó kín. Chúc các bạn thành công.